Sáng ngày 3 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về vụ giải cứu tài xế xe 4 chỗ bị mắc kẹt trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Theo đó, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, tại km 229+200 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, chiều Hà Nội – Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 18A12403, đâm vào một xe tải cẩu, biển kiểm soát 29C82511 đi cùng chiều phía trước. Hậu quả tài xế ô tô 4 chỗ bị thương nặng, hai chiếc xe bị hư hỏng. Sau khoảng hơn 1 giờ, lực lượng chức năng đưa được tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Theo cảnh sát giao thông, nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế ô tô 4 chỗ không chú ý quan sát nên tông vào đuôi xe tải có cẩu. Qua xét nghiệm, lái xe ô tô tải không có nồng độ cồn. Tài xế ô tô 4 chỗ được đưa đi cấp cứu nên chưa xét nghiệm nồng độ cồn.